góc bắt đầu nha, nhìn từ trái sang phải dùm lợi nha, nguyên tắc luôn luôn nhìn từ trái sang phải nha, còn nước người ta nhìn từ phải sang trái kệ người ta, đó là nhìn từ gì quên rồi, từ trái sang phải nè. Đây góc thứ nhất, góc gì, đọc tên góc, đọc ba chữ, góc là có ba chữ e o g, đúng rồi. Tiếp góc gì tiếp, nè 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 nè, góc gì tiếp, góc g o e f, tiếp góc gì tiếp, góc e o e, góc nhìn đọc từ trái sang phải, một là ngược chiều kim hồ, hai là cùng chiều kim hồ, f o e f o e, được chưa? Rồi. Tiếp đỉnh, nhớ đỉnh, đỉnh gì này, đỉnh gì, đỉnh ra đây nè, đây nè, đây nè, đỉnh gì, đỉnh o, đỉnh gì, đỉnh o, đỉnh gì, đỉnh o. Tiếp cạnh, cạnh là nè, nhìn nè, khỏi cần nhìn hình luôn nè, cạnh gì, cạnh o e, o e, cạnh gì, cạnh o g, tiếp ở dưới cạnh gì, cạnh o f, làm ơn, cạnh o g, o g, cạnh gì, o f, cạnh gì, cạnh o f, o f, cạnh gì, o e. Tiếp ký hiệu, ký hiệu góc gì, ký hiệu á, góc này góc gì, góc o mũ. Tiếp e o g có mũ. Tiếp góc gì, góc o. Tiếp góc gì, g o f có mũ. Tiếp góc gì, o góc o, gọi góc o f o e, rồi viết vô.